Xin chào tất cả các bạn. Như chị em đã biết, nám tàn nhang da không đều màu là nỗi ám ảnh của đông đảo chị em phụ nữ chúng ta. Công ty chúng tôi vừa ra một loạt sản phẩm mới, đó là Melasma Bring Fresh Skin, giúp loại bỏ nám tàn nhang đốm nâu rất hiệu quả. Chỉ 2 lần mỗi ngày, sáng và tối sử dụng thì sau 10 đến 15 ngày đã có những thay đổi rất là rõ rệt. Được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, Melasma sở hữu công thức huyết thanh độc đáo, khá nhiều nước, độ ẩm cao và rất mướt. Như các bạn có thể thấy, Hàn Quốc vốn được xem là cái nôi chuyên về làm đẹp và thẩm mỹ. Chính vì vậy, các thương hiệu mỹ phẩm sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc luôn được người tiêu dùng ưu ái và tin tưởng. Ngoài các thành phần dưỡng ẩm, chống lão hóa thì còn có các thành phần đặc trị nám như glycolic acid giúp kích gia tăng sản xuất collagen, làm bong đi lớp tế bào chết trên da, tái tạo da mới, trắng sáng và mịn màng hơn, giảm thiểu nếp nhăn, tạo độ đàn hồi cho da. Lactic acid tác động sâu lên tế bào da, làm trẻ hóa da, giảm sự xuất hiện các vết nhăn, các đốm nâu, xe khít lỗ chân lông, đặc biệt là apatine có trong lá cây dâu gấu và chịu trách nhiệm về tác dụng làm sáng da. Melasma Bring Fresh Skin. Melasma là một sản phẩm dưỡng da, tái tạo da và ngăn ngừa sự biến đổi, rối loạn của các hormone, làm giảm nguy cơ xuất hiện nám. Đây cũng là sự kết hợp hoàn hảo giữa vitamin, khoáng chất giúp chăm sóc da từ sâu bên trong, bù đắp một lượng dưỡng chất nhất định. Bên cạnh đó, các hoạt chất hỗ trợ trẻ hóa da cũng được kết hợp một cách khoa học. Sản phẩm được đông đảo diễn viên nghệ sĩ tin dùng như diễn viên Quỳnh Nga, diễn viên Diệu Hương. Nếu như bạn nào hiện tại đang gặp vấn đề về da, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại và thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ và hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và thành công!